Xin chào anh em, là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em ba chiếc đồng hồ Omega cũng như Longines mình vừa mới về, và cả ba này của mình sẽ đều với tình trạng lướt full set, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả ba chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về ba thiết kế ngày hôm nay anh em nhé. Sơ qua một chút thì ở phía bên tay phải mình sẽ có được một em Omega Seamaster Plain Ocean. Em này của mình sẽ với thiết kế 37.5mm dành cho các anh em có chu vi cổ tay vừa và cổ tay nhỏ, cũng như các chị em phụ nữ cá tính thích đeo những chiếc đồng hồ mạnh mẽ thể thao. Chiếc đồng hồ ở giữa ở đây thì mình sẽ là một em Omega Seamaster Aquaterra với thiết kế size 38.5mm. Chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K. Ở đây thì phần dây, phần khóa, tất cả mọi thứ đều được làm bằng vàng đúc. Em này của mình cũng sẽ là một chiếc đồng hồ tình trạng hàng lướt. Còn cuối cùng ở đây thì mình sẽ có được một em Longines với size 38.5mm thuộc dòng máy Master. Em này của mình cũng sẽ với chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K với thiết kế 3 kim 2 lịch. Và để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ Longines. Em này của mình sẽ có được cái date xuất khẩu store vào tháng 1 năm 2022. Với cái date này thì anh em cũng hết bảo hành toàn cầu rồi. Tuy nhiên nếu anh em lấy tại shop bên mình sẽ bảo hành shop cho anh em là 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy tại shop bên mình. Đây là một trong những thiết kế rất là ăn khách đến từ thương hiệu Longines khi mà nó sử dụng phong cách quen thuộc của dòng máy Master. Thông thường thì anh em chỉ thấy những phiên bản size 36mm đến từ thương hiệu này ở trên thị trường mà thôi. Size 38.5mm thì cực kỳ là hiếm hàng. Và với thiết kế đồng hồ này thì anh em sẽ có được ô lịch ngày cũng như ô lịch thứ ở góc 3 giờ. Kết hợp với đó thì sẽ là những cọc số học trò được sơn màu đen. Mặt đồng hồ thì hãng sẽ sử dụng mặt trắng với những đường vân guloche đánh cực kỳ là đều và rất là bắt mắt ở trên dial của chiếc đồng hồ này. Kim cọc 3 kim giờ phút giây thì đều được làm theo phong cách kim nung xanh, vậy nên nếu như anh em nhìn thẳng thì nó sẽ ra một màu kim tối. Còn nếu như anh em nhìn nghiêng với ánh sáng mạnh chiếu vào thì nó sẽ ra ánh xanh rất là đẹp. Kim nung xanh là một trong những loại kim tương đối là khó chế tác và thường chỉ xuất hiện ở trong những dòng máy đồng hồ xa xỉ mà thôi. Các hãng sẽ phải qua rất là nhiều những công đoạn khác nhau để chế tác ra được loại kim này, đồng thời phải nung ở một nhiệt độ rất là cao, một nhiệt độ nhất định. Nếu như nhiệt độ cao hơn so với cả nhiệt độ cho phép hoặc là thấp hơn thì nó sẽ lại ra một màu kim khác anh em nhé. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được dòng chữ Longines cùng với cả biểu tượng đồng hồ cát được cảnh thời gian. Ở dưới sẽ là dòng chữ Automatic cùng với cả Swiss Made. Còn vòng Outer Rim thì hãng sẽ có được những cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút. Nếu như anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây cũng như lịch ngày thì anh em chỉ cần kéo cho mình kịch cái nút này ra. Kịch 2 nấc thì sẽ là chỉnh lịch giờ phút giây. Còn một nấc thì sẽ là lịch ngày cùng với cả lịch thứ. Anh em sẽ thấy này, rất là dễ dàng đúng không? Một chiều lịch ngày, một chiều lịch thứ. Chỉnh sau anh em vẫn cho mình kịch cái nút này vào. Và bây giờ anh em có thể sử dụng được chiếc đồng hồ này rồi. Về phần thân vỏ thì hãng sẽ sử dụng sự phối kết hợp giữa đánh bóng và những phần khắc triện ở phía đằng sau để tạo ra được thông số dành cho thiết kế đồng hồ này. Ở đằng sau đây thì mình sẽ có được dòng chữ gì Longines Master Collection. Series của chiếc đồng hồ sẽ trùng với series trên thẻ. Khả năng chịu nước là 33, anh em có thể đi mưa rửa tay nhẹ được, tuy nhiên là không tắm không bơi. Kết hợp với đó sẽ là dòng chữ Longines này, biểu tượng đồng hồ cát đôi cánh thời gian, những chuyện chứng nhận vàng đúc cùng với cả mạ đáy của chiếc đồng hồ này. Với thiết kế đồng hồ này thì anh em sẽ có được bộ máy L636.5. Đây là một bộ máy nổi tiếng của hãng về sự bền bỉ, tính chính xác. Bộ máy này thì sẽ được dựa trên nền tảng máy ETA 2836-2 với 25 chân kính, 38 giờ chữ God cùng với cả 28.800 tần số tự động. Bộ máy có size rất là vừa vặn 25.6mm anh em nhé. Dây thì sẽ là dây da rồi, khóa bấm chống gập dây. Bộ khóa này thì sẽ được làm bằng thép không gỉ kết hợp với cả mạ vàng đề mi vàng hồng đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ. Một số anh em có thể thắc mắc với mình là tại sao thân vỏ vàng đúc mà lại sử dụng khóa bằng thép không gỉ, thì mình cũng giới thiệu luôn đến với anh em là Longines thì không sử dụng khóa vàng đúc, mà Longines chỉ sử dụng khóa thép không gỉ kể cả khi thân vỏ được làm bằng vàng đúc anh em nhé. Khóa của Longines đeo thì rất là bền dây rồi, những loại khóa bấm chống gập được rất là nhiều anh em yêu thích
Size 38.5 là một trong những loại size vừa vặn với anh em có chu vi cổ tay nhỏ, cổ tay vừa cũng như cổ tay to. Loại size này cũng là lý do vì sao mà rất là nhiều anh em đang tìm kiếm. Size 36 thì lại hơi nhỏ với một số anh em. Còn size to hơn thì thông thường Longines lại không sản xuất. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá cực kỳ là cao. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2022. Mình bảo hành anh em 2 năm tính từ thời điểm anh em mới tải số bên mình, hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu nhập lại. Mình đang giao lưu chỉ loanh quanh 98 triệu mà thôi anh em nhé. Đó chính là thiết kế đồng hồ Longines. Còn ở đây thì mình sẽ có được hai em Omega. Với chiếc đồng hồ Omega size 37.5mm thì mình sẽ có được hai cái thẻ. Thẻ pictogram cùng với cả thẻ bánh toàn cầu. Thì với thẻ bánh toàn cầu mình sẽ có được cái date xuất khỏi store vào cuối năm 2021. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến cuối năm 2026 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Omega. Omega thì có chính sách này áp dụng từ 2020 cho tất cả những chiếc đồng hồ dòng máy của mình. Còn từ 2020 trở về trước thì hãng sẽ áp dụng chính sách bảo hành toàn cầu 2 năm với những dòng máy đầu 2, 4 năm với những dòng máy đầu 8 anh em nhé. Em này của mình sẽ với size 37.5mm và thêm cái phần niềng tương đối là rộng bản như thế này thì cái size mặt đồng hồ nó sẽ có cảm giác là bé hơn tương đối so với cả những size 37.5mm thông thường khác. Em này thì sẽ dành cho anh em có chu vi cổ tay tầm từ khoảng loanh quanh 16cm đổ về và các chị em phụ nữ yêu thích những dòng máy đồng hồ mạnh mẽ. Thân vỏ thì tương đối là nhỏ nhưng phần thân ở đây thì lại khá là dày anh em nhé. Bởi vì đây là một chiếc đồng hồ với khả năng chống chịu nước cực kỳ là ổn, lên đến 600m. Với khả năng chịu nước như thế này thì anh em hoàn toàn có thể tắm, có thể bơi, thậm chí lặn sâu xuống dưới đại dương mà không vấn đề gì cả. Ở phần góc 10 giờ ở đây mình còn có thêm cái núm xả khí heli. Cái núm xả khí heli này thì chỉ xuất hiện ở trong những dòng máy với khả năng chịu nước rất là tốt. Bởi vì khi mà anh em lặn sâu dưới nước thì cái áp suất, áp lực nước tạo lên, tạo ra cho chiếc đồng hồ này sẽ rất là lớn và nó có thể làm móp méo thân vò, làm vỡ mặt kính. Vậy nên những chiếc đồng hồ có núm xả khí heli sẽ xả cái khí heli từ trong thân vò ra và tạo ra được cái sự cân bằng giữa phần phía bên trong cũng như là ở phía bên ngoài chiếc đồng hồ, khiến cho chiếc đồng hồ có thể lặn cực kỳ sâu xuống dưới nước. Em này của mình sẽ sử dụng những phần kim cọc rất là to khỏe, nó sẽ là những phần ba kim giật phút giây hình mũi tên cùng với cả những cọc vạch và những chữ số học trò chia dùng để chỉ giờ. Những phần kim cọc này thì sẽ được đính thêm cả dạ quang giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Rõ ràng lặn sâu dưới nước thì sẽ không có ánh sáng nên chiếc đồng hồ của anh em phải có dạ quang rồi. Thiết kế ba kim một lịch với phần ô lịch là góc 3 giờ. Và ở vòng outer ring cùng thì mình sẽ còn có thêm những cọc vạch chia dùng để chỉ phút. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được dòng chữ Omega Seamaster Professional cùng với cả thiết kế logo hình móng ngựa. Còn ở dưới góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Coiso và Cholometer. Coiso sẽ thể hiện công nghệ bộ thoát đồng trục của Omega, công nghệ giúp cho đồng hồ chạy chuẩn, chính xác kể cả khi miếu con. Còn Cholometer thì sẽ thể hiện khả năng chạy chuẩn, chính xác sai số cực kỳ là thấp, nhanh không quá 6 giây một ngày và chậm không quá 4 giây một ngày của chiếc đồng hồ này. Ở trên phần niềng thì mình sẽ có được một chất liệu cực kỳ đặc biệt, đó chính là Ceragon. Đây là chất liệu mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Omega. Chất liệu này sẽ là sự phối kết hợp của Ceramic cùng với cả vàng 18K. Thì anh em biết rồi, Ceramic là chất liệu với khả năng chống chảy xước cực kỳ là tốt. Đây là một chiếc date 2021, nhưng anh em thấy cái phần niềng này của nó đẹp không khác gì là một chiếc đồng hồ new. Bởi vì Ceramic sẽ không bị xước như vàng, không bị xước như thép và cũng không bị xước như Titanium. Chất liệu này nếu như anh em không làm va đập cấn móp thì anh em đeo 5 năm, 10 năm, 20 năm nó vẫn đẹp y như là lúc anh em mới mua vậy. Ở trên phần niềng này thì mình sẽ có được những cọc vạch chia dùng vào để chỉ phút, có tác dụng bấm giờ rất là tốt khi mà anh em sử dụng cái niềng xoay này. Và ở phần trên thì cũng sẽ có thêm bình tam giác được đính thêm cả dạ quang. Với những cái rãnh khía như thế này thì anh em xoay kể cả khi mình đeo găng tay vào xoay cũng rất là mượt anh em nhé. Anh em có thể nghe thấy những tiếng tanh tách, thể hiện phần niềng này sẽ rất là cứng cáp. Một số anh em hỏi mình là phần niềng kêu như thế này thì có phải là một lỗi của một chiếc đồng hồ hay không? Thì mình xin giải thích luôn với anh em là những chiếc đồng hồ Omega Seamaster Planet Ocean dòng máy như thế này đều có những cái phần niềng tanh tách như thế anh em nhé. Nó sẽ rất là chắc chắn. Tất nhiên sẽ có những dòng máy như là Rolex
Yamaster xoay cực kỳ là mượt, nhưng đấy là đặc điểm của mỗi một dòng máy chứ không phải là kêu hay không kêu nó là lỗi. Anh em có thể cầm 10 chiếc hay 100 chiếc Omega Black Ocean nó đều như thế này cả, kể cả hàng new hay hàng mới. Và cái niềng này thì cũng chỉ xoay được một chiều mà thôi, những dòng máy chuyên bơi lội thì chỉ xoay được một chiều, những chỉ có những dòng máy nào mà đeo ở trên bờ thì mới xoay được hai chiều mà thôi anh em nhá. Về phần tình trạng thì không có gì để chê, góc 3 giờ thì sẽ là phần thiết kế núm cổ chai, khi nào anh em chỉnh giờ phút giây cũng như lịch ngày thì anh em phải vặn cái núm này ra. Ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy Omega Caliber 8521. Thì đây là một bộ máy với 28 chân kính, 25.200 tần số động và 50 giờ chữ cod. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Omega, mà nên khả năng chống sốc, chịu từ rất là tốt. Và đây là một bộ máy dành riêng cho những thiết kế vàng đúc của Omega với phần rotor, anh em thấy đây, cũng như cầu cân bằng được làm bằng vàng đúc. Và đây thì mình cũng sẽ có được những chuyện chứng nhận vàng đúc dành cho những phần rotor và cầu cân bằng 750 đây và 750 đây. Nếu anh em là mắt tinh hoặc anh em có thể zoom gần lên thì anh em có thể thấy được những điều đó. Phần series thì hãng sẽ đặt ở hai vị trí. Vị trí đầu tiên sẽ là phần cầu cân bằng, vị trí thứ hai thì sẽ là ở phía bên càng bên này. Và tất nhiên là nó sẽ phải trùng với cả ở trên thẻ bánh toàn cầu cũng như là thẻ pictogram rồi. Chuyện chứng nhận vàng đúc dành cho thân vỏ thì cũng sẽ có luôn như là 750 đây, cùng với cả đầu chói Vecna và cân tiểu ly phía bên này. Bên này thì sẽ là logo của hãng. Đi kèm với dòng máy này thì sẽ là một bộ dây da có khả năng chống chịu nước rất là tốt. Tuy nhiên mình vẫn khuyến cáo anh em là nếu như anh em hay bơi lội hoặc là hay ra mồ hôi tay thì anh em nên thay một bộ dây cao su vào hoặc là thay một bộ dây da khác vào để đeo thay đổi. Rõ ràng anh em muốn giữ lại bộ dây da zin của hãng đúng không anh em? Chiếc này của mình là một em siêu lướt, anh chủ cũ đeo cực kỳ là ít nên anh em thấy này, tất cả mọi thứ đều còn mới kính cong. Tất nhiên là có một chút vân gọi là đã đeo rồi. Khóa được làm bằng vàng đúc. Bộ khóa này anh em vào hãng đặt có bỏ ra 100 triệu anh em cũng chưa chắc đã đặt được đâu. Khóa của Omega rất là quý nha anh em nhé. Với thiết kế đồng hồ này, trên tay mình 15.7cm và anh em thấy tương đối hợp lý đúng không anh em? Rất là nhiều anh em thường có sự phân vân giữa một chiếc đồng hồ Rolex size 36 và một chiếc đồng hồ Omega Seamaster Planet Ocean như thế này. Thì anh em có thể chọn lựa cho bản thân mình. Nếu như size 36 Rolex thì anh em chỉ có thể đeo được những phiên bản thép mà thôi, thép không gì. Còn với Omega thì anh em hoàn toàn có thể đeo được những chiếc đồng hồ hàng lướt vàng đúc như thế này. Phân khúc của những dòng máy này rất là cao, anh em có thể cảm nhận được luôn. Vàng đúc này, bộ máy cao cấp, khả năng chống sốc rất là tốt, khả năng bơi lội cũng có. Mặt kính thì sapphire, phủ thêm cả chống lóa, đeo rất là tiện lợi. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new tại hãng thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao, lên đến hơn 500 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2021, mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 225 triệu mà thôi anh em nhé. Cuối cùng ở đây thì mình sẽ có được một em Omega Seamaster Aquaterra size 38.5mm. Em này của mình sẽ có được cái date xuất khỏi store vào 2022. Và với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành rất là dài đến tận 2027. Bên mình thì cũng sẽ bành shop cho anh em song song với thời gian bành toàn cầu, hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu nhập lại. Em này của mình thì sẽ được làm bằng vàng đúc nguyên khối rồi. Tất cả những gì anh em thấy ở đây thì đều được làm bằng vàng đúc cả. 3 kim giờ phút giây cùng với cả những cọc số chia dùng vào để chỉ giờ thì cũng sẽ được làm bằng vàng đúc. Và nó cũng sẽ được đính thêm cả dạ quang giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Hai chiếc đồng hồ này thì đều thuộc dòng máy Seamaster anh em nhé. Tuy nhiên một em thì sẽ là Aquaterra, một em thì sẽ là Planet Ocean. Lên form dáng của nó sẽ có đôi chút khác nhau. Với dòng máy Aquaterra thì mình sẽ có được dòng chữ Omega cùng với cả logo của hãng được làm bằng vàng. Mặt đồng hồ thì sẽ theo phong cách mặt xám với những đường nét trải tia, có phần trụ kim ở trung tâm. Ở đây thì mình cũng sẽ có được những đường vân tách đánh sọc từ trên xuống dưới và nó sẽ tạo ra được sự nam tính dành cho người đeo. Ở vòng Atari mày cùng thì mình sẽ có những cọc vạch chia dùng vào để chỉ phút cùng với cả những chữ số học trò. Còn ở trên mặt đồng hồ thì anh em để ý thấy dòng chữ Annual Calendar. Annual Calendar khi mà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa là lịch thường niên. Loại lịch này thì một năm anh em chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần vào cuối tháng 2. Còn tất cả những tháng khác thì chiếc đồng hồ sẽ nhận biết được tháng nào có 30 ngày và tháng nào có 31 ngày. Nên nó sẽ tự nhảy lịch mà không cần phải chỉnh lại. Ví dụ như ở đây chữ Omega này,
tháng nào không có 31 ngày anh em đều phải chỉnh lịch. Hay như chiếc Longines ở đây cũng vậy. Còn với em này của mình thì không cần thiết anh em nhé. Thể hiện phân khúc rất là cao của chiếc đồng hồ. Tiếp theo nữa thì sẽ là công nghệ CoiSo, công nghệ luôn thấy ở trong những chiếc đồng hồ Omega cao cấp, cùng với cả dòng chữ Chronometer thể hiện khả năng chạy chuẩn, chính xác, sai số rất là thấp của chiếc đồng hồ này. Với một chiếc đồng hồ Omega thông thường thì anh em sẽ thấy những điều này là rất là bình thường. Còn với một chiếc đồng hồ Omega lịch thường niên thì anh em sẽ thấy được sự phối kết hợp cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu Omega. Rõ ràng một bộ máy phức tạp thì kết hợp hai công nghệ này nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với cả một bộ máy đơn giản hơn, đúng không anh em? Về phần thân vỏ sẽ là sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phay xước với góc 3 giờ sẽ là phần núm cổ chai. Anh em cần phải vặn cái núm này ra thì anh em mới chỉnh được lịch giờ phút giây cũng như lịch ngày và lịch tháng. Chiếc đồng hồ này của mình thì cũng rất là mới rồi. Bên mình thì chỉ nhập những chiếc đồng hồ tình trạng nguyên zin full set và rất là mới thôi. Và đằng sau đấy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy Omega CoiSo 8611. Thì với bộ máy này anh em sẽ có được 39 chân kính, 25.200 tần số động cùng với cả 55 giờ chữ cod. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Omega mang đến sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Và ở phần rotor cũng như cầu cân bằng thì mình sẽ có được một số những chuyện chỉ cần vào đúc như là 7510 ở đây và 7510 ở đây. Còn ở đằng sau đáy thì sẽ là đầy đủ 3 chuyện A750, cân tiểu ly, đầu chó Vecna. Bên này thì sẽ là series của chiếc đồng hồ. Dây sẽ là dây vàng đúc rồi, khóa vàng đúc với những chuyện chỉ cần vàng đúc ở đây. Mình sẽ quay thật gần để anh em có thể thấy được. Đây nha anh em nhé. Với chiếc đồng hồ này, một trong những dòng máy đỉnh cao bậc nhất đến từ thương hiệu Omega, một trong những chùm cuối dành cho các anh em thích đeo vàng đúc. Bản thân mình đã gặp rất là nhiều anh em đeo những dòng máy Patek Philippe, Richard Mille vàng đúc. Tuy nhiên, khi mà nói đến những chiếc đồng hồ Omega thì các anh em luôn có một ấn tượng cực kỳ tốt và cũng đã đặt hàng bên mình những chiếc đồng hồ Omega vàng đúc như thế này rồi. Omega thì đeo không hề kém cạnh so với cả những thương hiệu lớn mà mình vừa kể tên. Tuy nhiên, đeo những em này thì anh em có thể đeo hàng ngày được mà không cần quá giữ gìn, đúng không anh em? Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new tại hãng thì anh em phải bỏ ra với mức giá rất là cao, lên đến gần 900 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2022. Mình đang giao lưu chỉ loanh quanh 385 triệu mà thôi anh em nhé. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong ba thiết kế đồng hồ ngày hôm nay thì anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 0973933873. Mình có nhận ra được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và mình xin anh em 1-2 phút để mình điểm lại. Đầu tiên là chiếc Omega phía bên tay phải, date 2021, Seamaster Grand Ocean, size 37.5mm, mình đang giao lưu 225 triệu. Chiếc Longines ở phía bên tay trái, date 2022, size 38.5mm, mình đang giao lưu 98 triệu. Còn chiếc Omega vàng đúc date 2022, vàng đúc nguyên khối toàn thân cả dây, lịch Arnold Calendar, mình đang giao lưu 385 triệu. Thì anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới, hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì anh em có thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.